kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các cầu thủ của hai câu lạc bộ Huy Chín và Lakeside cùng toàn thể các cổ động viên thân mến, phát huy truyền thống tương thân tương ái của lịch sử dân tộc chúng ta, nhằm phát động phong trào hoạt động với những nghĩa cử cao đẹp. Trên tinh thần ở đâu có cuộc sống đói khổ thì ở đó cần phải có sự thông cảm và tương trợ lẫn nhau. Được sự nhất trí của ban giám đốc công ty cổ phần đầu tư Mạnh Hải, của quỹ từ thiện Nickelodeon và những người bạn, chiều nay tại sân vận động của Hiệp hội bóng đá Phong Trào Nam Định, quỹ từ thiện Nickelodeon và những người bạn tổ chức trận đấu bóng đá giao hữu nhằm quyên góp từ thiện cho đồng bào miền Trung sau thiên tai bão lũ và trao quà cho 10 cháu bé bị bệnh hiểm nghèo bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Tới dự trận đấu gây quỹ từ thiện ngày hôm nay, rất vinh dự cho ban tổ chức có rìa riêng của ông Trần Đức Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Phong Trào Nam Định. Xin chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ông Trương Vũ Nam, Giám đốc quỹ từ thiện Nickelodeon và những người bạn, trưởng ban tổ chức trận đấu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ông Trần Thiên Thành, thay mặt ban giám đốc công ty cổ phần đầu tư Mạnh Hải, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự trận đấu ngày hôm nay còn có sự hiện diện của ông Bùi Xuân Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ga Phúc Thái, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Rất vinh dự cho ban tổ chức của trận đấu khi trong ngày hôm nay có rất đông các đồng chí thay mặt cho đảng ủy, ban giám đốc, ban lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng 504, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trương Vũ Nam, giám đốc quỹ từ thiện Nickelodeon và những người bạn, trưởng ban tổ chức trận đấu, lên đọc lời phát biểu. Kính thưa các đại biểu, khách quý, các fan hâm mộ bóng đá Thành Nam, trọng tài, ban huấn luyện và cầu thủ của hai đội bóng, Nam Định chúng ta từ lâu luôn được coi là một trong những nôi bóng đá của cả nước. Trải qua những biến cố của thời cuộc, thật tiếc những thành tích một thời hào hùng giờ chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng niềm đam mê, sự cuồng nhiệt của thành cho bóng đá của người Thành Nam không vì vậy mà bị mai một. Điều đó được thể hiện qua lăng kính bóng đá phong trào khi mà theo thống kê, Nam Định là một tỉnh có số câu lạc bộ phong trào dẫn đầu trong cả nước. Vào những buổi chiều, nếu các bạn có dịp đi ngang qua những sân bóng, các bạn sẽ cảm nhận được sự cuồng nhiệt trên từng sân đấu, từng góc phố. Người Nam Định rất yêu thể thao, rất cá tính, nhưng cũng chứa chan đầy lòng bao dung nhân ái với cộng đồng xã hội. Nhận được lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cả nước chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua mưa lũ, tôi đại diện cho quỹ từ thiện Nickelodeon và bạn bè đứng ra kêu gọi và quyên góp. Đến nay đã thu được số tiền xấp xỉ 80 triệu đồng. Hôm nay, được sự thống nhất của ban lãnh đạo hai đội bóng, chúng tôi quyết định tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa Huy Chín FC và Lakeside FC với mục đích kêu gọi gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung và san sẻ nỗi đau với 10 cháu bệnh nhi sơ sinh tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Tôi xin kêu gọi mọi người, dù ít dù nhiều, hãy chung tay chia sẻ nỗi đau, khó khăn, mất mát cùng cộng đồng. Đại diện cho hai đội bóng, chúng tôi xin hứa sẽ thi đấu một trận đấu theo vào đây, cống hiến hết mình để phục vụ quý vị khán giả. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn. Vậy như vậy là thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn bài phát biểu của ông Trương Vũ Nam, giám đốc quỹ từ thiện Nickelodeon và những người bạn và là trưởng ban tổ chức của trận đấu ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trương Vũ Nam. Chúng ta sẽ đứng lên ở khu vực khán đài để nhận quà của đại diện các lãnh đạo có mặt trong ngày hôm nay. Ban tổ chức của chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Đức Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Phong Trào Nam Định, thay mặt cho Hiệp hội bóng đá Phong Trào Nam Định lên trao hoa và động viên tinh thần thi đấu của hai đội bóng cũng như ban tổ chức ở trong trận đấu này. Xin trân trọng kính mời và xin mời ông Trương Vũ Nam đón nhận. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời tập thể các đồng chí thay mặt cho đảng ủy và ban giám đốc của công ty cổ phần xây dựng 504 lên trao hoa cho ban tổ chức của trận đấu. Xin mời ông Trương Vũ Nam đón nhận. Tiếp theo chương trình,
tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Trần Thu Minh thay mặt cho những người bạn và đặc biệt là các vị quan khách cũng như các vị đại biểu ngày hôm nay nên có bó hoa tươi thắm để dành tặng cho ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Của trận đấu gây quỹ từ thiện và quỹ từ thiện Mr. Nam và những người bạn cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể các cổ động viên và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa hai đấu với chương trình quyên góp từ thiện. Và ngay bây giờ thì sẽ là trận đấu gây quỹ từ thiện của cớ của câu lạc bộ đá Lakeside và cầu thủ của đội bóng Q9. Xin mời quý vị đại biểu và tất cả chúng ta cùng đón xem.